Xin chào các bác, em tiếp tục lên sóng máy rửa bát phục vụ các bác ạ. Đợt này máy rửa bát bán cũng khá là chạy, giá thành nó rẻ cho nên nhiều bác cũng sắm cho gia đình một chiếc. Sắp đến mùng 8 tháng 3 rồi, các bác nào mua tặng chị em cái món quà này có khi là ý nghĩa hơn tất cả mọi thứ đấy ạ. Ăn cơm xong phải rửa bát đấy là rất là ngại. Có chiếc máy rửa bát ăn cơm xong xếp vào là rửa, mà rửa xong sấy khô rửa khuẩn rất là sạch, giá thành thì không đáng bao nhiêu cả. Đây là một cái chiếc TR5 hàng đã qua sử dụng bên Nhật Bản các bác nhé. Chiếc này thì hiện tại bán giá là 3,9 triệu. Em bán là 3,9 triệu. Số mã số 15. Máy Nhật thì nó sử dụng điện 100V cho nên là các bác phải mua kèm theo một cái chiếc biến áp thì mới chạy được cho máy này nhé. Biến áp thì bên em bán là 500.000. Đổi sang điện từ 220V điện lưới của Việt Nam đổi sang điện 100V để máy Nhật dùng được. Chiếc này thì nó sản xuất năm 2012. Tình trạng thì nguyên bản, không sửa chữa gì đâu ạ. Về chủ yếu bên em làm đẹp hình thức thôi, vệ sinh, bảo dưỡng đấy, chứ còn cũng không có mạch miếc, nó toàn bộ đồ keo hết đấy, cũng không sửa gì đâu. CD máy 2967 TR5, một chiếc máy cũng khá là ok, bền bỉ, bảo hành 1 năm các bác nhé. Công nghệ Eco Navi tiết kiệm điện, thời gian sấy 30 phút, 45-60 phút. Đang để sẵn cho các bác chế độ rửa tiêu chuẩn với nước nóng 80 độ C. Đây là đèn báo các chu trình rửa, tắt nguồn, bật nguồn, bấm rửa, rất đơn giản thôi, chỉ có hai thao tác là các bác rửa được rồi. Bên trong này là phần nội thất bên trong, gang chỉ này, gang chỉ máy rửa bát thì yên tâm không mở hở các bác nhé. Mỗi ngạnh này các bác xếp là một cái bát, 6 ngạnh là 6 cái, 2 hàng 12 cái, 6 cái cốc ngắn. Các bác không xếp cốc thì các bác có thể xếp thành các con tiếp, được khoảng 4 các bác con nữa ở đây. Ở dưới này mình xếp là 6 đến 8 cái đĩa dọc theo này. Chỗ này mình xếp đũa và thìa. Ở bên này mình xếp những cái bát ô tô hoặc là những cái song nhỏ. Đấy. Ở đây là ba cái tay phun nước của nó. Đấy, một hàng phun ở đây. Cái khay rác khi rửa xong thì rác vào đây mình đổ đi. Khay này các bác nếu mà dùng bột rửa thì các bác cho đây, còn không thì các bác chỉ rửa mỗi nước nóng thôi nó vẫn sạch. Đây là khu vực máy xo đốt để đun nước. Đấy. Mỗi lần rửa máy tiêu tốn 11 lít nước và nửa số điện thôi, rất là tiết kiệm. Nửa số điện thì vào khoảng 1.000, tức là mỗi tháng các bác mất khoảng 30.000. Mỗi ngày rửa 2 bữa thì mỗi tháng các bác mất khoảng 60.000 tiền điện. Nhưng mà bù lại thì các bác không phải bật bình nóng lạnh để rửa thì nó lại còn tiết kiệm hơn là khi các bác rửa bằng tay. Đặc biệt là nước mình rửa bằng tay có thể một lần rửa xả liên tục hết mấy chục lít là bình thường, nhưng mình không để ý đâu. Đấy, như máy này thì mỗi lần rửa thì nó chỉ hết có 11 lít thôi ạ. Đấy các bác nhé. Vì nước Việt Nam mình nó rẻ, cho nên là cứ xả ào ào rửa tay các bác không để ý, chứ còn các cái nước phát triển, cái nước nguồn tài nguyên nước của nó đắt đấy. Mà xả vào rửa tay như Việt Nam mình tốn hơn rửa máy, xả liên tục để tráng rất là tốn. Các bác nào có nhu cầu lấy chiếc này các bác liên hệ nhé. Mã số 15, 3,9 triệu, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Chào các bác.